Liên quan đến việc nam sinh viên từ thành phố Hồ Chí Minh về quê ở Tiền Giang, sau hơn một tháng thì bị tai nạn giao thông, được đưa đi cấp cứu, qua test nhanh Covid-19 thì dương tính đến hai lần. Đến tới qua, bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang thông báo kết quả xét nghiệm PCR của nam sinh viên này là âm tính. Trước đó, bệnh viện Quân y 120 test nhanh Covid-19 phát hiện bệnh nhân này dương tính đến hai lần nên bệnh viện đã cho cách ly 12 nhân viên. Nay, với kết quả xét nghiệm PCR âm tính, khoa cấp cứu ban đầu của Bệnh viện Quân y 120 đã hoạt động trở lại và tiếp nhận bệnh nhân bình thường.